Hay là mình tìm mình. Tiếng gì nhỉ? Sao là máy cưa xẻ gỗ à? Khó quá.
Tôi đi làm về có người hỏi anh ấy. Rồi, rồi. Chị nhé. Anh tìm mình. Có một cô chủ trẻ xinh xinh tìm đấy. Hay là mình tìm mình? Thấy chủ đi làm.
nghiêng nghiêng quay khởi đấy, theo chiếc cung đình đó tiếp ạ. Cảm ơn.
dây bắp cho lợn à? Vâng. Quả đi em. Anh về nhé. Anh ở lại ăn cơm á. Đến được. Thank you.
Làm gì mà lâu thế nhỉ? Thế nấu gì nữa? Em tắm à? Ừ. Lâu quá anh có biết nấu cái gì, có tí rau không? Biết nấu cái gì? Anh đi theo em bắt gà. Gà? Ừ.
Đây trên cái nồi đấy. Đèn này sáng quá em nhỉ? Vâng. Tôi đưa cho anh mượn anh đi về nhé. Để em cơm á. Để em cơm xong mai diễn được tụi này ngủ đây. Tối nay anh cầm đèn để về, tối nay em không có đèn đâu. Lâu lắm con ăn thịt gà này. Đẹp lắm. Em biết chặt không? Em biết chặt không? Em biết chặt được em là thế rồi. Em nấu rau cái đi. Anh cần đèn không? Cần đèn. Giải chiếu đi.
Anh cứ ăn đi để em không lấy cũng được. Em không lấy, anh ăn đi. Ăn đi. Nó chó đâu? Chó ở đây nó kia xong xong. Nó ngủ rồi. Thấy con Âu nghe kìa. Canh ở trong xào có nè. Không thấy canh nữa. Ừ. Có ba phần sáng mai diễn rồi. Con nhớ phần nước. Anh tối nay ngủ đấy chứ. Anh xem này chứ về được thì anh về không thì anh ngủ đây. Em ngủ đây. Nghe đẹp đi. Chúng mình ngủ đi. Đi anh hãy giải chăn ngủ đây nhé. Okay.